chào các bạn, thì đến với kênh Phát Thái TV của mình. Thì cách thành phố Cao Lãnh không xa, chừng 2 km, các bạn qua một cái con đò thì đến với cái vùng du lịch Cù Lao, xã Tân Thuận Đông ở thành phố Cao Lãnh, thì chúng ta có thể trải nghiệm những vườn cây trái cùng với tham quan chạy xe vòng quanh cái Cù Lao này với những cái vườn trái cây đang xum xê cây trái ở khu du lịch Việt Vườn. Thì ở đây cũng thường đón những du khách từ nước ngoài và những du khách trong nước đến đây để mà tận hưởng cái không gian của khu du lịch Việt Vườn này. Thì hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi vào một cái vườn mận chuông An Phước ở Cù Lao Tân Thuận Đông, xem năm nay vườn mận này thì trái nó sai như thế nào ha các bạn. Thì đến đây thì các bạn có thể tham quan, nói chung là xài nè các bạn, xài Đài Loan. Thì còn có mận, rồi nhãn, những vườn nhãn y đo của Cù Lao Tân Thuận Đông này xum xê đang vào mùa, nhưng mà mình chưa có làm về vườn nhãn này, các bạn chưa có chia sẻ với các bạn về cái vườn nhãn. Thì hôm nay mình sẽ đi vào một cái vườn mận chuông An Phước đang cho trái rất sai ở Cù Lao Tân Thuận Đông này. Thì lúc này mình sẽ đi vào đang hái những quả mận chuông An Phước. Thì lúc này là đang được đem ra đây nè các bạn. Đây nè, đây là những quả mận chuông An Phước được bao bọc. Thì mình sẽ đi vào vườn. Còn có những cây cốc nữa các bạn. Cốc rất là sai luôn các bạn ơi. Có thể đến đây tham quan, ăn uống những cái cây trái này. Cốc rất là sai. Nè các bạn, cốc nè. Trái sai. Thì đây là mình sẽ đi vào cái vườn mận ha các bạn. Thì mận này nó không có gộ một đợt một các bạn ơi. Nó sai, nó nhiều rồi đợt, mà những độ này thì đang bao những đợt trái nhỏ, rồi đợt trái chín rất là nhiều. Đây các bạn, đây là những quả mận chuông được bao bọc. Thì lúc này nó đang độ tầm chín các bạn. Nó giãn bọc ra luôn. Thì rất là mê. Đây nè các bạn. Khi mà một cái cây mận nó có trái khá là nhiều thì cái sức nuôi của nó không có đủ chất để mà nuôi một cái cây mận mà trái nhiều đến thế. Thì nó sẽ đổ, nó sẽ rụng những cái trái non này. Thì khi mà nó rụng thì nó sẽ còn lại, nó giữ lại những cái trái đủ sức để nó nuôi. Thì một chùm nó ra rất là sai. Thì đây nè. Thì khi mà chủ vườn bọc á, bao á, thì họ sẽ chiết bỏ đi những trái nó nhỏ, chỉ chừa lại những trái lớn suông để giữ lại. Thì đây là cái vườn mận mà đang vào mùa để mà bao. Thì hứa hẹn vườn này khoảng tầm một tháng nữa thôi các bạn, nó sẽ đỏ cây hết. Đây, bạn thấy nó sai nè. Và bạn nào mà đam mê về trái cây miệt vườn, một cái không khí trong lành, thì có thể liên hệ với mình. Mình sẽ đưa các bạn đi những cái vườn cây trái đang chịu quả ở Đồng Tháp mình. Đây các bạn, wow, rất là nhiều những cái quả mận chín từ trên cây. Thì mình đang
rất là nhiều bạn ơi. Đứng đây vô đây tận mắt sẽ thấy được cái không gian của một cái vườn cây trái. Đây. Mình đã hái một trái mận An Phước, mận chuông đang chín đỏ và rất là đẹp. Thì như cái trái này thì trên cuốn nó đã chín rất là mùi các bạn, rất là mùi. Thì nó đã nứt cuốn. Thì hàng này chỉ bán ở nội địa, thì Trung Quốc nó chỉ lựa những trái đủ màu và tươi. Còn những trái này nó đã bị nứt cuốn, nó chín quá, do chín quá. Thì mình sẽ dùng thử cái lô mận này. Thì nó rất là ngon các bạn. Ngọt và rất là nước rất là nhiều. Mận này mà có một cái chén muối thì đến cái vườn này thì rất là ngon các bạn. Được bao trái từ nhỏ. Các bạn thấy cái độ ngon của nó như thế nào không? Trước mặt các bạn là những chùm mận An Phước đang chín mọng từ trên cây. Thì do ảnh hưởng của dịch bệnh thì nông sản của Việt Nam đang bị ùn ứ. Thì do ảnh hưởng đó, rất là nhiều từ dịch bệnh Corona. Thì các bạn thấy những trái mận này được xuất khẩu đi Trung Quốc dao động giá rất là cao các bạn. Hàng lựa chọn để xuất sang Trung Quốc. Thì hiện tại bây giờ thì do dịch bệnh này bị ảnh hưởng nên mận này đang được tiêu thụ ở nội địa. Thì dao động giá lúc này tầm này khoảng 10 mấy ngàn một ký các bạn. Hơn 10 mấy ngàn một ký thì lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng từ nhà vườn các bạn. Đây là những cái quả mận chuông đang chín, đang trên cây đang rất là ngon. Đây mình đã hái một trái mận An Phước xuống các bạn. Thì đây là một cái loại trái cây sạch, đang từ lúc có trái còn nhỏ như một cái chùm này nè. Thì đã tiến hành bao, dùng một cái bọc để chùm lại, không cho những cái con côn trùng để mà hút chích vô vào trái mận ha các bạn. Thì khi mà bao thì tới tầm nó chín thì sẽ hái. Nhưng mà do mận này quá sai nên các bạn thấy nó cái độ mức độ rụng của nó, đổ trái của nó rất là nhiều. Đây, rụng trắng ở dưới đất hết trơn các bạn ơi. Thì cái giống mận An Phước này là mận chuông này thì đang được ưa chuộng ở cái thị trường hiện nay ở miền Tây mình các bạn. Trước mặt các bạn là những cái trái mận đang rụng ha các bạn. Mình nói cho vui thôi, thì những trái mận này có trái nó cũng còn tươi các bạn, còn nguyên. Thì nhưng mà rụng xuống đây thì chủ vườn đã bỏ đi các bạn. Không có lấy. Thì ở đây mà những người mà nghèo họ sẽ ăn những cái trái này được các bạn. Mình ở đây nãy giờ mình cũng đã ăn những trái rụng này. Nó chỉ hư một phần thôi. Còn nhà vườn thì người ta chỉ bẻ những cái trái nguyên ở trên cây để bán cho thương lái thôi các bạn. Vườn này rất là nhiều các bạn. Mênh mông luôn các bạn ơi. Rất là sai.
Bạn thấy không, đằng xa đằng kia kìa, là đó là một cái chùm mặn rất ngon. Đây là một cái cây mặn sai, rất là sai các bạn. Đây. Xà xuống đất luôn các bạn ơi. Đây, trước mặt là một chùm mặn đang chín đây, rất là ngon. À, một chùm luôn có khoảng, theo như mình đếm cái chùm này coi các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 trái. À, 11 trái rồi đây nữa nè các bạn. Rất là sai, rất là nhiều các bạn ơi. Nè. Đó. Một chùm mặn đang đu đưa ở dưới mấy hầm hả các bạn, rụng ở dưới cũng nhiều nữa. Đây, đang đùng đưa nè. Đó. Sai, rất là sai. Vườn mặn An Phước đang chín rộ. Và những lứa tiếp theo. Toàn cảnh cái khu vườn mặn nè các bạn. Toàn cảnh khu vườn. Đây là một cái khu vườn mặn rất là nhiều. Thì mình nhìn ở đằng xa thì mặn nó đang có trái nó xỏ vào trong. Thì mình chỉ thấy lá thôi các bạn. Tổng thể của khu vườn này thì nói chung ở Cù Lao Tân Thuận Đông này thì đang có một cái vườn mặn này là gộ và sai nhất ở Cù Lao này các bạn. Toàn bộ là xoài, ở Tân Thuận Đông này là xoài nhãn. Thì đây là những trái xoài được bao từ nhỏ giống như một cái loại trái cây sạch với các bạn. Đây nè, trái nó bằng tầm khoảng bằng ngón tay này là người ta đã bao để khi mà già, độ già thì tầm khoảng 1 tháng rưỡi thì lúc đó sẽ hái. Và mặn này cũng vậy các bạn. Hiện tại thì trái cây sạch được ưa chuộng trên thị trường thì kèm theo đó là những cái sản phẩm được bao bọc rất là kỹ để đưa đến người tiêu dùng một cái sự an toàn để tận hưởng những cái trái cây sạch chứ không còn thuốc bảo vệ thực vật như lúc trước. Đây là những cái thùng mặn, thùng xốp mặn đang được hái vào ha các bạn. Để rất là kỹ các bạn. Mặn này thì nó độ mềm, nó rất là mềm. Thì khi mà các bạn làm mạnh tay thì nó dập thì sẽ không còn được cái nguyên nữa, nó sẽ bị vỡ.